hướng dẫn tự bốc lại bàn thờ thần tài cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh phong thủy hàng đầu tại Việt Nam được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, ông thần tài là ai? Có những vị thần tài nào và tại sao mỗi gia đình đều thờ cúng ông thần tài? Đó là những thắc mắc của khá nhiều người về vị thần đặc biệt này. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, hãy cùng thầy Gia Cát tìm hiểu tất cả các thông tin thú vị về ông thần tài và cách lập bàn thờ thần tài, cũng như việc bốc lại bát hương bàn thờ thần tài cuối năm thế nào để được may mắn và tài lộc. Tại Việt Nam, hình tượng ông thần tài thường được xuất hiện với hình ảnh một nhân vật râu tóc trắng, bạc phơ, ngồi trên ghế vàng, tay cầm vàng thỏi, khuôn mặt rất hiền từ và phúc hậu. Theo quan niệm dân gian thì ông thần tài là vị thần sẽ giúp mang đến nhiều tài lộc cho gia đình thờ cúng ông. Đa số các gia đình thờ cúng ông thần tài đều có những lần làm ăn phát đạt và có được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hình bóng ông thần tài luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, dù ở các con phố hay nơi thôn làng thì bạn đều có thể bắt gặp hình ảnh vị thần này được thờ cúng trong nhà. Còn đối với những người buôn bán thì việc thờ cúng ông thần tài từ lâu đã là một thói quen trong tập quán của nhiều người vì họ sẽ mua may, bán đắt. Vì thế nên mỗi dịp cuối năm, quý vị cần phải lau dọn, bao sái bàn thờ thần tài sạch sẽ để ngày về ăn Tết được sạch sẽ, thơm tho và ban phát tài lộc sung túc cả năm. Để bốc lại bát hương hay lập bàn thờ thần tài mới không phải tự ý làm thế nào cũng được. Nếu biết làm đúng thì được lộc trời cho, giàu sang, phú quý. Nếu không biết mà làm liều, vi phạm những đại kỵ trong tâm linh thì sự việc hết sức nguy hiểm, khôn lường, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì đau ốm quanh năm, thậm chí tuyệt mạng. Vậy nên để lập bàn thờ và bốc lại bát hương đúng cách cần phải có được sự tư vấn của chuyên gia. Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn chi tiết và cụ thể. Trong việc lập bàn thờ thần tài, đồ lễ là thứ đầu tiên không thể thiếu. Đồ lễ mang ý nghĩa tỏ lòng thành kính và cúi xin mọi việc được hanh thông, thuận lợi. Đồ lễ để bốc lại bàn thờ thần tài gồm những lễ vật sau: gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa hoa quả, một đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến. Đồ mã cũng có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 vòng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tộc tiền bảo quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho bàn thờ thần linh, gia tiên, thờ 2 bát hương. Để việc bốc bát hương được hanh thông, thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, tro nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hộ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hộ phách cất giữa linh khí của mộc được tôi luyện nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà, thành tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ,
là một dạng khác của đá thạch anh nên ma não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Ma não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của phong thủy Gia Cát còn có kèm thêm chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng của bát hương. Gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài, vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao xài bát hương cũng như bàn thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao xài bát hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho bàn thờ của bạn. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nông đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thác khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm này còn giữ cân bằng. Vì vậy mà thác khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên bàn thờ. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được kênh Phong Thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy định sau. Tờ di hiệu sẽ ghi như sau: phụ thờ ngũ vương, ngũ thổ long thần, tiền hậu, địa chủ, tài thần. Khi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước. Bước 1, sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương, nhang. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và kênh Phong Thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền sẽ chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo, bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà kênh Phong Thủy Gia Cát gửi cho quý vị có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai, như hướng dẫn của Phong Thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu lần 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao xái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương
khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyện bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại sắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên, sông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm song song không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và sông trầm, tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn, để nụ trầm mà kênh phong thủy Gia Cát gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí, tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ và cắm hương. Khi trầm đã cháy hết, tiến hành dâng bát hương lên bàn thờ thần tài, an vị và thắp hương. Với bàn thờ thần tài, vẫn cắm 5 que hương theo thuyết âm dương ngũ hành. Một que cắm ở giữa, que 2 cắm phía sau bên phải, que 3 cắm phía trước bên phải, que 4 cắm phía sau bên trái, que 5 cắm phía trước bên trái. Quý vị có thể theo dõi cách cắm hương và thứ tự cắm trên màn hình. Sau khi thắp hương xong, tiến hành khấn theo bài khấn mà kênh phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong bộ bốc bát hương. Khấn xong hóa vàng mã, hạ lễ, như vậy đã xong thủ tục bốc lại bát hương cho bàn thờ thần tài. Trên đây thì Gia Cát đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách bốc lại bát hương một cách đầy đủ và chính xác nhất. Sau khi xem xong video, ai cũng có thể tự làm và bốc bát hương cho nhà mình được đúng và linh thiêng nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu cần tư vấn, anh chị hãy liên hệ qua số hotline của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!